Quần máy em đang dùng à? Vâng, em đang dùng. Sao phải bán? Em đi làm cũng phải ra đấy. Được. Để lâu chưa chơi ít được. À. Thấy lắm đấy đúng không nhỉ? Ừ, để làm vào cái đấy kìa. Mở kính. Ừ, mở kính ra cho anh. Con này em dùng lâu chưa? Được hơn 25 tí, gần 25 rưỡi. Ừ. Tầm đấy. Mua mới à? Hay mua mua lại? Mua cũ. Mua cả cũ. Còn mới hết. Một thanh giam 8, anh giam 4, thanh giam 4 cũ, giam 8 mới. Ok các em nhá, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình có một cái con PC khá là ngon, bổ rẻ trong tầm giá. Con này là mình thanh lý lại của một bạn khách hàng cũng xem kênh YouTube của mình. Và bạn ấy cũng ở Hải Phòng nên là bạn ấy đã mang qua cửa hàng và bán trực tiếp cho mình. Mình thanh lý lại là 4.2 triệu nha anh em. Có rất là nhiều anh em khi mà xem những cái video tham rẻ của mình ấy thì có bình luận lại ở trên YouTube và hỏi là làm sao mà tìm được những cái nguồn hàng máy tính cũ ngon bổ rẻ như này. Thì nói thật sự anh em là thường thì mình đều mua lại của những anh em xem kênh thôi. Anh em có hàng, anh em không có nhu cầu dùng nữa thì anh em bán lại cho mình. Thì anh em vừa bán được hàng mà mình lại vừa có tư liệu mình lên video để phát triển kênh, cũng như là thỏa mãn cái đam mê làm YouTube của mình. Rồi sau đấy đấy thì mình cũng sẽ bắt lại cho anh em thôi, bắt lại cho anh em đúng cái giá mình nhập thôi. Còn để mà kinh doanh thì nói thật với anh em là những cái cấu hình thấp bây giờ thì mình cũng ngừng kinh doanh rồi. Nếu mà những cấu hình thấp ấy, thì mình chỉ còn kinh doanh duy nhất một cái cấu hình là H81, nó đi với lại cái con 1050 hoặc là 1060 thôi. Chứ còn thường thì bây giờ mình build những cái cấu hình khoảng tầm H410 đổ lên thôi. Chứ còn những cái cấu hình tầm giữa giữa, ví dụ như là H110 hoặc là H310 hay là B365 thì mình ngừng kinh doanh rồi nha anh em. Quay trở lại với nội dung chính trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review đến cho anh em một cái con PC mà mình vừa thanh lý được. Một cái con PC có thể nói là mạnh nhất trong tầm giá 4.2 triệu anh em ạ. Nhưng mà cái đồ điện tử này thì nói thẳng với anh em là nó cũng hên xui nhiều. Nhiều khi tưởng chừng là ngon đấy, nhưng mà thực ra nó lại đắng ngắt anh em ạ. Cái này thì anh em phải có thời gian, anh em sử dụng thì anh em mới biết được. Và không để anh em phải chờ lâu nữa, xin mời anh em hãy cùng mình đi vào chi tiết tất cả các linh kiện trong cái con PC mà mình thanh lý ngày hôm nay, xem nó có thật sự là ngọt nước hay không nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái con cạc màn hình này ra cho anh em xem nhé. Linh kiện đầu tiên trong con PC ngày hôm nay sẽ là một cái con cạc màn hình Inlo 3D. Con này thì theo thời gian mình thấy cái mã của nó cũng bạc đi khá là nhiều rồi, nhưng mà mình có thể nhìn loáng thoáng thấy là một cái con GTX 1660 nha anh em. Một con GTX 1660 đến từ Inlo 3D. Con này thì mình thấy tem của bên nhà phân phối Vĩnh Xuân, thấy ghi tháng 8 năm 2019 20, 21, 22, vậy là hết bảo hành rồi nha anh em, hết bảo hành hãng rồi. Nhìn qua thì mình thấy là cái mạch main còn khá là đều màu và đẹp anh em ạ. Mình chưa thấy có cái dấu hiệu gì của kho han sửa chữa đâu. Tuy nhiên là ốc ở trên cạc màn hình nó đã han rất là nhiều rồi. Cái con này thì đến thời điểm hiện tại nó cũng ra đời được khoảng tầm 4 năm rồi. Nhưng mà đấy không phải là một cái khoảng thời gian đủ dài để tàn phá cái con cạc màn hình đến cái mức tệ hại đến như này đâu anh em ạ. Mình nghĩ là chắc cái con cạc màn hình này nó sống trong một cái môi trường nó không được tốt anh em ạ. Môi trường lồm ẩm hoặc là khí hậu gần biển chẳng hạn. Tuy nhiên thì mình thấy cái mạch main này còn khá là đều màu và đẹp anh em ạ. Cái này nếu như mà mình vệ sinh lên ấy, thì còn rất là ok luôn. Còn về cái phần mặt quạt đây anh em có thể nhìn thấy này, mặt quạt cũng còn rất là đẹp anh em ạ. Quạt quay đều, êm. Tuy nhiên thì cái hình thức của cái con Inno 3D 1660 này mình thấy nó khá là củ chuối nha anh em nhé. Hình thức nó không được bắt mắt đâu.
Anh em nhìn nước sơn còn khá là ok luôn, khác hẳn với cái mặt chặn này nha anh em nhá. Cái mặt chặn này thì nếu như mà anh em nào hữu duyên mua được cái con PC này đấy, anh em về anh em lấy cái bối giáp sắt đấy, anh em cái bối giáp sắt mà đánh nồi niêu xoong chảo đấy, anh em tẩm thêm với lại cái nước rửa chén, anh em cọ đi thì mình nghĩ là nó sẽ bay hết cái rỉ sét này đi nhá. Anh em cứ chịu khó vệ sinh là sẽ ok ngay. Cái con cạp màn hình này thì về cái phần hình thức ấy, mình thấy bù lại được ở cái mặt quạt này còn khá là đẹp này, không biết được là có phải là quạt thay không anh em ạ, nhưng mà còn khá là đẹp. Cái mạch main này, cái mạch main bên trong này còn tương đối là sạch sẽ đều màu, và mình thấy cái ngoại hình còn khá là ok anh em ạ. Chỉ có mỗi cái là cái phần kim loại cái mặt chặn này và những cái quân ốc ở trên cạp màn hình nó han nhiều thôi. Cái phần hít sinh tản nhiệt ấy thì mình thấy là còn khá là sạch nha anh em nhé, khá là sạch và mình cũng chưa thấy dấu hiệu han gì nhiều đâu, rất là ít thôi. Chỉ có mỗi cái mặt sắt xi này không hiểu sao mà nó han kinh đến thế anh em ạ, chứ còn những cái phần khác thì mình thấy hoàn toàn là bình thường nha anh em nhé. Cái này chắc là phải vệ sinh đi rồi. Cái con cạc màn hình này nó không còn nguyên zin đâu anh em, bởi vì mình không thấy nó còn cái tem siêu này, thì cũng không loại trừ cái khả năng là cái con cạc màn hình này nó đã được tháo ra, có thể là tháo ra để vệ sinh thay quạt, hoặc cũng có thể là tháo ra để sửa chữa nha anh em. Cái này thì mình cũng chưa dám khẳng định. Bên ngoài cái mặt chặn này thì han rỉ rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên khi mà mình đẩy sâu ở bên trong các cái cổng kết nối đấy thì mình thấy bên trong nó không han anh em ạ, bên trong nó còn đẹp hơn ở cái mặt chặn. Thường thì những cái con cạc màn hình nếu như mà người ta tiểu xảo đấy thì người ta sẽ tiểu xảo bên ngoài, còn bên trong thì sẽ rất là khó để tiểu xảo. Nhưng mà cái con này thì bên trong nó lại đẹp hơn bên ngoài anh em ạ. Anh em có thể thấy này, hệ thống heat sink rất là sạch sẽ và trắng sáng luôn nha anh em. Anh em chỉ cần bỏ ra cái thời gian để anh em vệ sinh lại cái con cạc màn hình này thì nhìn nó sẽ ok hơn rất là nhiều nha anh em. Còn về phần RAM đây, còn về phần RAM thì hiện tại là máy đang sử dụng hai thanh, một thanh 8GB, một thanh KingMax 8GB bớt 2400, và một thanh này là KingTurn 4GB. Thì tổng cái con PC này sẽ có 12GB RAM nha anh em, 12GB RAM. RAM thì trong thời điểm hiện tại đấy, chuẩn bài nhất ấy, thì anh em lên sử dụng hai thanh 8GB, tổng sẽ là 16GB. Thì nó sẽ rất là thoải mái cho cái nhu cầu chơi game của anh em. Với lại nó chạy đua RAM thì nó sẽ bốc hơn. Còn thực ra cái dung lượng 12GB đấy thì mình thấy là nó vẫn ok, nó vẫn đủ để cho anh em chơi game. Còn về phần ổ cứng thì bây giờ mình sẽ mở cái đằng sau máy ra cho anh em xem. Còn về phần ổ cứng đây thì hiện tại là máy đang sử dụng một con SSD, một con SSD gamer. Bây giờ mình sẽ mở con SSD ra cho anh em xem. Con này mình nghĩ nó chỉ rơi khoảng tầm 120GB thôi anh em ạ. Một con Galaxy gamer, con này dung lượng là 120GB. Tem bảo hành 36 tháng ngày mùng 10 tháng 8 năm 2019, tức là hết bảo hành rồi anh em. Con này bây giờ anh em mua cũ ở ngoài cửa hàng hoặc là mua trên các cái trang diễn đàn ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 150.000 cho một con thôi. Mới bây giờ nó cũng rẻ mà anh em. Những cái con máy văn phòng người ta cũng đã sử dụng 250GB đổ lên rồi. Chứ còn 120GB này mình nghĩ là nó cũng chỉ đủ để cài Win với lại một hai cái game nhẹ nhàng thôi, chứ còn nhiều hơn là nó sẽ bị đầy nha anh em. Ngoài ra thì máy còn đang sử dụng một con nguồn Infinity Eco 600, con này công suất thực là 600W nha anh em. Về phần main thì máy đang sử dụng một cái con main B365M Pro VH, một cái con main đến từ MSI. Main thì mình thấy nó còn khá là đẹp nha anh em nhá, nước sơn này, nước sơn còn cực kỳ là đều màu và đẹp luôn. Con này thì mình nghĩ chắc cũng chưa sửa chữa ở đâu, bởi vì là vừa nãy mình cũng ngồi rảnh mình soi một lúc rồi, chưa có thấy cái dấu hiệu khò hàn sửa chữa gì. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy là cái con tản cooler master này, cái đế tản này nó han rất là nhiều. Và cái con bên mặc dù là cái nước sơn nó còn khá là đẹp nha anh em, nhưng mà anh em nhìn cổng kết nối này, cổng kết nối này cũng han này,
Đấy, cũng han khá nhiều. Và kể cả con ốc của vỏ cây này anh em này, con ốc vỏ cây han mới gọi là kinh. Chính vì thế nên là mình nghĩ là tổng thể con máy này bạn khách hàng của mình bạn ấy cũng đã dùng một cái khoảng thời gian khá lâu, vài năm rồi, và dùng trong cái môi trường khí hậu nó không được tốt. Còn về phần chip thì thôi nha anh em, chip thì mình sẽ không tháo nữa. Bật mí với anh em đây là có con chip i5, thì tí mình sẽ cebu z và mình sẽ show cho anh em xem. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lại tất cả các linh kiện này vào và test game cho anh em xem nhé. Mình vừa mới phát hiện ra là cái con PC này nó có thêm một cái con ổ nữa anh em ạ. Một cái con ổ HDD, một cái con HDD 250GB đến từ Western này. Nó lấp kỹ quá mà mình tìm không ra anh em ạ. Bây giờ mới tự nhiên vô tình mới nhìn thấy thôi. Một con HDD 250GB. Hiện tại thì mình đang cắm cái ổ cứng test game của mình vào và test máy cho anh em xem này. Một cái con HDD cùi thôi. Bây giờ mình sẽ khởi động cái con máy lên nhé. Đấy. Máy thì hiện tại là đang lắp trên một cái con vỏ Simatech, một cái con vỏ LED Simatech 3 fan trước, con này là hai mặt kính nha anh em. Nói chung là về cái phần ngoại hình thì anh em có thể nhìn trực tiếp ở trên màn hình ở đây. Mình cũng không bàn về cái vấn đề ngoại hình này nha anh em. Bởi vì trong cái tầm giá 4 triệu ấy, về cái phần ngoại hình có thì tốt, mà không có thì cũng không thể đòi hỏi được anh em ạ. Nó cũng có tí ngoại hình nha anh em nhé, nó cũng có tí fan LED đập lè này, fan nắp có hấp này, và một cái con tản nhiệt khí cooler master nha anh em. Con này thì thực sự ra là mình cũng hơi lười, mình không chạy lại dây cho nó gọn gàng. Chứ còn nếu mà chạy dây gọn gàng thì nó cũng khá là ổn anh em ạ. Nó cũng có một chút ngoại hình nha anh em, chứ không phải là không có ngoại hình đâu. Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game này. Chip i5 9400F 6x6 luồng. Con này mắc TDP là 65W này. Main thì B365M Pro. RAM D4 12GB đua, một thanh 8GB và một thanh 4GB. Hiện tại bớt nhận có 2400 nha anh em. Các màn hình như GTX 1660 6GB, GDLAM có lại 192 bit và mắc TDP là 120W điện nha anh em. Nếu từ game đầu tiên là GT5 thì anh em có thể thấy là cái chỉ số bét nó không được cao anh em ạ. Nó chỉ ở cái mức bình thường thôi, khoảng tầm 90fps thôi. Và cảm định hiện tại đang loát khoảng tầm 99% rồi. Và con này thì mình thấy là nó cũng chưa full watt cạp hình đâu nha anh em. Nó ăn có khoảng tầm hơn 90W điện thôi. Nhiệt độ thì khá là ok, khoảng tầm 66 độ C. Và đây, cái đồng hồ đo nhiệt độ môi trường của mình nó đã hồi sinh rồi nha anh em. Cái phòng test máy của mình hiện tại đang rơi khoảng tầm 28 độ C anh em ạ. Cảm giác chơi thì cũng tương đối là ngon lành, mượt mà và ổn định nha anh em. Nhưng mà cái chỉ số bét thì mình thấy nó không được cao. CPU thì hiện tại đang loát khoảng tầm 50%. Và nhiệt độ thì cũng tương đối là mát, nhiệt độ tầm 55 độ C thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ show anh em setting này. Setting là hiện tại mình đang chơi trên độ phân giải 2K. Khử răng cưa FXAA và MSAA thì mình đã tắt này. Và cái mức setting đồ họa hiện tại là Very High nha anh em. Very High trên độ phân giải 2K. Nếu như mà anh em chơi trên một cái con màn Full HD thì mình nghĩ là cái chỉ số FPS nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây ví dụ mình sẽ chuyển xuống nhá. Mình sẽ chuyển xuống Full HD 1080 thôi. Đây. Chuyển xuống Full HD 1080 thì cũng được khoảng tầm hơn lít một tí rồi nha anh em. Nhưng mà cái hình ảnh thì mình thấy nó xấu hơn rất là nhiều. Nếu đến PUBG phiên bản PC thì anh em có thể tin được không, chỉ với khoảng tầm 4.2 triệu mà anh em có thể sở hữu được một cái con máy mang về cho anh em một cái chỉ số FPS nó khá là ok, tầm 100fps trong game nha anh em. Hiện tại thì mình thấy là cái cạc màn hình này nó chưa full loát đâu anh em ạ. Cái biểu đồ frame time này thì mình thấy nó không được đều nha anh em, nó không được đều và ổn định đâu. Và cái chỉ số FPS nó cũng dao động tương đối đấy anh em ạ. Đây mình sẽ show anh em setting này. Hiện tại là mình đang chơi trên độ phân giải Full HD 1080 nha anh em. Render 100 và cái mức setting đồ họa là loud này anh em. Mình sẽ chuyển theo cái mức VI loud đi. VI loud thì được khoảng tầm 1.5 lít. Đây, chơi thì mượt hơn khá là nhiều nha anh em. Con này mình sẽ cho cái mức setting cao hơn đi để khai thác tối đa hiệu năng cạc hình đi. Mình sẽ chuyển sang cái mức setting cao nhất là Ultra nha anh em. Đấy, Ultra thì vẫn được khoảng tầm 94fps này anh em. Khá là ngon anh em ạ. Hiện tại thì cảm hình đang loát khoảng tầm 100% rồi. Và đang ăn của anh em khoảng tầm 110W điện.
Đây mình sẽ cho lên 2k thử xem như nào nha anh em. 2k áp nữa. Hai k thì vẫn được khoảng tầm 70 fps anh em ạ. Các cái thao tác mình thấy cũng khá là ok, nhưng mà với cấu hình này mình nghĩ là anh em lên chơi trên cái độ phân giải full hd 1080 cộng với cái mức setting đồ họa là lao thôi thì nó sẽ ổn định hơn. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy cái con pc này chơi nó khá là ổn nha anh em, nó chưa phát sinh cái lỗi lầm gì đâu anh em ạ, nó chưa sập máy hay là xanh màn hay là bất kỳ một cái lỗi lầm gì đâu, và chơi thì cũng mình thấy nó khá là mượt, cái chỉ số bet nó khá là cao. God of War mà anh em có thể chơi được khoảng tầm 90 fps thì anh em có thể chơi trải nghiệm được gần như là tất cả các tựa game hiện hành nha anh em. Đây mình sẽ show anh em setting này, đồ họa thì ở cái mức lao thôi và cái độ phân giải là 1080 nha anh em. Đây mình sẽ chuyển thử lên 2k xem như nào. 2k thì vẫn được khoảng tầm 50 mấy fps này anh em, đồ họa đẹp hơn nhưng mà chỉ số bet nó sẽ bị giảm nha anh em. Nói chung là nếu như mà anh em mua những con máy khoảng tầm 4-5 triệu để chơi game ấy, thì nói thẳng ra là đại đa số anh em chỉ dùng những cái con màn full HD 1080 thôi, chứ còn một cái con màn 2k bây giờ nó cũng phải rơi khoảng tầm 5 triệu đổ lên rồi. Hiện tại thì cảm hình đang full loát 100% và nhiệt độ lên tầm 72 độ C. CPU thì thế nào, CPU vẫn còn rất là dư giả nhá, loát có khoảng tầm 40% thôi. Nếu như mà anh em chơi full HD đấy thì chắc chắn là chip nó sẽ loát nhiều hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhá, cho anh em chiêm ngưỡng lại con máy này một lần nữa này. Đến cái thời điểm hiện tại đấy thì mình thấy là bỏ ra 4,2 triệu để sở hữu về cho mình cái con PC như này thì mình thấy nó khá là ngon, bổ và rẻ nha anh em nhé. Cái con này là bạn khách bạn ấy mang đến thanh lý cho mình và mình nhập lại của bạn ấy là 4,2 triệu, thì nếu như mà anh em nào mà yêu thì mình cũng sẽ để cho anh em giá 4,2 triệu. Mấy cái con PC này thì nói thực sự với anh em là bây giờ mình không còn kinh doanh nữa rồi, thỉnh thoảng thì mình cũng có nhập lại cho anh em rồi mình đăng lên YouTube để tăng tương tác cho kênh cũng như là bắt lại cho anh em những cái con máy ngon bổ rẻ thôi. Chứ còn để mà kinh doanh thì thực sự là với những cái cấu hình này thì mình đã bỏ từ rất là lâu rồi nha anh em. Và cái cấu hình này thì mình chỉ có một thôi nha anh em. Anh em nào mà yêu thì có thể alo trực tiếp cho mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.